Ui. Nó lại báo là Finland Game đứng chắc. Tưởng bên nhà. Có gì đâu mà mất đúng không? Có gì đâu mà mất, sợ cái gì nhờ. Ôi đi đâu, ôi đi đâu. À! Nếu không phải là lõi kim cương thì lobby yếu hơn rất nhiều. Và mình thoải mái luôn. Nhưng mà nó cho một lõi kim cương phát đái luôn. Hỏng rồi, Taffy không biết đấy rồi. Lãi suất cái gì, lãi suất cái gì, ông nào bỏ lãi suất? Ai chọn lãi suất? Hả? Ông nào chọn lãi suất? Lãi suất cái gì, lãi suất cái gì? Chọn lãi suất là ông này chưa đủ kinh nghiệm rồi, chưa đủ kinh nghiệm và trải nghiệm rồi. Sao không đôn hai lỗi kìa? Rồi, để dành lỗi hai kìa. Để dành lỗi hai. Ui. Cái TikTok này nó lại báo là Finland Game từ trước là cái quái nào. Ui giời ơi. Mình xuống đây mình làm content nó dễ. Hai à, bé thế, 6 luôn đi. Đầu đấy. Top 1 chắc cộng 20 á. Thì mất đấy. Mất nát thế. Làm gì nát được chứ. Vào vậy, vào vậy. Đồ ok phết đấy chứ. Đồ đẹp mà, phải đồ đẹp vậy. Đặc ơi, Đặc ơi. Bốn. Kìa nó đi. Ừ. Ở bên nhà. Trận này là vãi 5 tiền đấy anh em. Trận này vãi 5 tiền đấy. Về nhà có ăn đi không mà. Chứ còn nếu mà muốn đép khỏe đây này. Cái này vào khỏe ngay này gì đâu. Này vào khỏe luôn này. Đấy, đấy. Muốn đép khỏe thì nhiều cách mà. Nhiều khi là kiểu dạng cứ tham đép đi máu xong rồi mất luôn cái chuỗi thì được dở luôn. Thế còn đép thì easy thôi. Thấy không, thấy không? Chả lo. Phải tham mới thì bà sao à? Mình là chỗ thua đủ rồi đúng không? 3 tiền thôi, thua 6 số. 9 rồi, 6 cái gì? 9 rồi. 9 rồi, người đặt không à? Không đặt, chắc không đặt rồi. Đặt gì á? Không đặt, chắc chắn là không đặt nha. Chắc chắn là không đặt nha. Nghi thắng lắm. Thật. Được khi nghi thắng lắm. Gì đấy. Chết rồi. Ông đòn này, 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 ông đòn này. Ông đòn này anh em, ông đòn này chưa. Đòn này. Tôi biết ngay mà, tôi biết ngay mà. Điều gì giống người đòn. Có sai đâu. Điều gì chúng ông làm tí. Cái câu chuyện thần tài này nhiều khi là nó cũng khó nói lắm. Chẳng biết đâu mà lần nữa. Chiếu lại à anh ấy. Chiếu lại cái gì anh ấy bảo rồi. Anh em vào kênh mình ấy mà thấy cái chữ chiếu lại ấy thì kệ xác nó. Cái bọn TikTok nó bị làm sao ấy. Thật bị làm sao ấy. Nó bị ngáo. Mình có được chú lại. Chỉ phản kích có phế không anh ấy? Không, thế sẽ được này. Ờ, bên kia bị loại rồi em ơi. Không ai nỉ nghe nhỉ. Tên này là tên quan trọng mà. Tên này là khả năng ăn đòn mà hoạt nghe này. Tên cuối này này. Con này phải chú ý này.
này nãy cũng đòn mình anh em ạ, nãy đòn mình nên là phải cẩn thận. Không ăn tôm mic rồi. Đọc luôn ạ. Đây là hai. Có nhiều hình giả, không sao đâu không? Thắp thêm đồ đấm luôn mà. Đâu ấy 15 mẫu. Sao làm thêm cái từ giấy dán đằng sau ghi ngày tháng lên cho nó không đánh phiên chiếu lại á? Không phải nó chiếu lại là cái thu hình ý chứ không phải là ấy đâu. Ui ngon. Bài này mình nghĩ đéo rồi đấy. Bài tự tin đéo luôn đấy, không cần phải làm gì đâu. Bài tự tin lên 9 luôn đi anh em ơi. Bài tự tin lên 9 luôn đấy. Có 3 cái thông đạo phải điên rồi. Tự tin lên 9 luôn. Tự tin khỏe cá tính luôn đấy, sợ gì. Hai cái cổ à? Đại có thủ á, đại có thủ giờ 250 sao? Em chèn được đi tiếp không mắc có em ơi, em chèn qua vào. Rồi mới hàng chờ đấy. Lấy cấp luôn để xào mới có tới 5 tiền nhưng mà không có con nào. Không có 5 tiền nào. Ire nhé, lấy Ire 5 tiền đi. Anh xào anh kiếm mấy con Lilia các thứ. Tí anh bỏ hết mà, tí bỏ hết Annie mà. Lấy on thôi, giờ lấy on với Naughty thôi anh em ơi. Bây giờ mình thì on với Naughty thôi. Tí bỏ con này đi lấy Soraka này. Kẹp Long Vương các thứ nào được. Tí Neko không cần đâu. Hoặc nó không chơi 5 thần thoại thì kẹp Torghast nào. Torghast thì thay con cái gì không được, cái Long Vương trên 50 là không bị heo anh em ạ, nhưng mà cái trên 50 là không heo. Quá quả thì không kèm chúa này. Thủ đao mà ác chưa? Nó thăng hoa mà, nó thăng hoa mà. Không phải là thủ đao đâu, nó thăng hoa rồi. Mà mình nhiều chết mà, thăng hoa thì lo gì? Vẫn lo nhỉ, nó vẫn lo nhỉ.
Mình vẫn lo ta. Mình vẫn lo đấy. Thích vàng trời đâu quái á, mình đã có cái sao đồ, ăn có sao tướng mà. Ui giời ơi. Toàn cái gì đây? Quế đấy. Mình đang muốn sao nó có tướng 5 tiền đấy chứ. Ok. Đẹp rồi đấy, bài đẹp rồi đấy, bài ok rồi đấy. Bài trông nó uy tín hơn rồi đấy. Không có đỡ ẻ rồi đấy, đỡ ải chỉa đấy. Không có đỡ ải chỉa hơn rồi đấy anh em ơi. Nó gọi là có tí màu sắc rồi đấy. Tí kẹp gà với cả, đấy đi, kẹp gà thì bỏ con ly với cả bỏ con ly rê được. Nhưng mà, cái đây chuẩn bị 2 sao rồi. Cái đây 2 sao là bỏ hơi tiếc. Bọn hơi tiếc nhỉ. Bọn hơi tiếc nhỉ. Em đời chưa. Đủ. Đủ xấu thế. Đủ gì đấy. Gì thế bỏ vô công mày ngáo á. Mời đó. Mời anh em thẩm. Mình không cãi được anh ạ. Mình rank hơi rách tí. Mình không cãi được. Ôi nhờ anh em vậy. Nhờ anh em thẩm hộ cái. Anh em phẩm hộ cái quả này thì mình chịu. Không cãi được. Không thể cãi được anh em ạ. Không cãi kiểu gì giờ. Cãi kiểu chi đây. Từ chối thẩm mà. Quê quê về quê em ơi. Về quê. Về quê. Đúng mẹ rồi à? À lại thêm một người nữa à? Đúng rồi à? À thế phải kẹp vũ công à? Giờ phải kẹp nó khỉ vào à? Quyền trượng này ngon anh em này, nhưng mà sợ thủ đao không? Thăng hoa được mình nghĩ là có đao đúng không? Quyền trượng này ngon điên luôn đấy. Không để có thí xin chết. Kéo vào không kịp xin đã chết rồi ạ. Cái blue không cho con Lilia này thôi. Không cho được khí. Sao bây giờ thì người ta đang chờ mình auto anh em ạ.
Bây giờ là người ta đang chờ mình out top để người ta chửi. Đấy, bây giờ anh em tin là mình mà chớm out top rồi mình ngồi nghe một tràng không? Bây giờ vào top thì không sao, nhưng mà chớm out top cái là kiểu gì cũng ghép khỉ là thắng rồi. Ghép khỉ là vú rồi. Kiểu đấy. Nhờ. Đây bắt được khỉ về cho vui nhá. Bắt khỉ về cho ấy đi. Kẹp gà ok, nhưng bây giờ thì phải bỏ bớt đi hai con ấy. Bỏ con Neko với cả bỏ con cá chê đi được. Đây. Thích khỉ à, cảm giác yếu đi nhỉ. Cảm giác kẹp xong thì yếu đi nhỉ. Cảm giác kẹp xong cứ đần đần thế nào ấy. Cảm giác kẹp xong cứ đần đần thế nào ấy, nhưng mà thật ổn lắm. Cảm giác kẹp xong cứ nhót nhót nào ấy. Đang đánh vào 5 thần thoại mà. Với cả E-Ray mà. Tôi cho khỉ con gà lắm mình đi, gà cái thần rừng cái gì đấy. Mẹ con nó ơi này, con tên này. Làm gì mày? Hồng ơi, hồng ơi, hồng ơi, hồng ơi, hồng ơi, hồng ơi. Hồng ơi anh em ơi. Ui ui. Ui. Đấy thế. Thủng ngay bên phải anh ạ, thủng bên phải. Thủng dư cánh phải chứ. Chết 2 cơ. Đây các kiếm đi sản ra anh ạ. Các bạn nghĩ kiếm đi sản ra để counter hơn Kane cái. Kane sợ quá. Cái sang ngon hơn á. Odin à? Quay cầm Huy không? Quay cầm đấy anh em, quay cầm đấy, quay cầm đấy, quay cầm đấy. Em khỉ này. Người kiểu này thấy cộng một củ rồi ha. Vẽ luôn nhanh anh nhá. Trời đi. Có gì đâu mà mất đúng không? Có gì đâu mà mất, sợ cái gì nhờ. Có gì đâu mà mất đúng không? Nghiền cứt. Cái viên cứ viên viên cứ hai à. Quay cầm không? Có thua được không anh em, có thua được không? Có thua được không?
Chắc không thua đâu nhở? Chắc không thua đâu nhở? Chắc là không thua đâu nhở? Giờ tôi bị đái thật đấy chứ. Anh mình khỏe mà. Bài thuốc nó hơi bịp. Đâu đi đâu. Thua. Xin cái kèo em phong nhá. Anh xin cái kèo của em phong nhá. Anh xin cái kèo của em phong nhá. Dreamer xin Jason Queen. Tèo 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 tèo. Tèo 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 tèo. Tèo 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 tèo. Rồi rồi rồi. Thua. Thua không? Vũ công. Vũ công. Ui 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 ui. Hay thiệt, thì sắp đập hết rồi hay sao à? Ừ. Thế muốn gọi đấy. Thế muốn đi ra đấy. Cho vẽ là đẹp anh ạ, cho vẽ là đẹp. Cho nó vẽ là đẹp. Cho nó vẽ là ok đúng không? Bán tướng tích tiền á. Nó còn 4 người cơ mà anh, còn 4 người mà nó gì? Bốn người mà để vẽ nó cơ, phải để tướng vẽ chứ, đủ rau mà. Tân sau thì còn ba nhà thì mình có sắp đôi nhỉ, làm thì đủ 4 tên à. Ừ, cháu quái con in, quái con in đi, cháu quái con in, cháu quái con in hả. Ồ, theo tiền bối thì là theo hôi ba không có đam đâu à, phải bỏ để khỉ vào à. Ê, còn nguyên này, còn nguyên này, còn ở đâu? Gặp ai nhỉ? À, tung mất cả. Này, ớ, bốn nhà mà, bốn nhà đó gì? Còn bốn nhà mà đó gì anh em? Bốn nhà mà. Nói cái chi không? Vẽ được ấy. Đi vẽ được ấy. Trả kèo rồi nhá, cả em phong nhá. Hai con sao? Em hai con luôn không? Em phong. Anh tặng em phong ở hai con luôn nhá. Được không? Thằng OD ơi nhá. Boom. Yếu đấy. À, trong bóng tối. Ui. Con trai, con trai, con trai, con trai, con trai, con trai, con trai. Hồi 3 tuổi thì bằng ngu công 1 à. Hay quá. Ok ạ. Ây da, người ta không cho anh lên. Cái tiếp ép rồi Phong ơi.